Xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Và hôm nay em lên sóng một combo khuyến mại cực sốc gửi tới quý vị bạn đến từ thương hiệu Sonos Fiber và Luckman. Có thể nói rằng hai thương hiệu này phối ghép thì nó cho cái sự ngọt ngào và tình cảm của dòng loa Sonos Fiber được đẩy lên rất là tốt. Vốn dĩ Luckman là một trong những cái dòng loa âm ly có cái chất âm rất là truyền cảm và là âm cúng, kết hợp thêm với lại Sonos Fiber. Cũng là một cái thương hiệu mà có những cái chất âm tương đồng với lại Luckman. Thì hai sự kết hợp này sẽ giúp cho tình cảm hơn ở những cái bản nhạc mà được phát ra từ cấu hình như thế này. Chính vì vậy thì rất phù hợp với những dòng nhạc trữ tình, những dòng nhạc chậm và những dòng nhạc bolero của Việt Nam. Thì đây là một cái cấu hình phù hợp với những anh em chơi ở những căn phòng từ khoảng 25m trở lại. Rất là ok luôn. Đó là cặp loa Sonos Fiber Sonetto 3. Đây là màu walnut. Màu walnut rất là đẹp, được lạng gỗ toàn phần luôn. Và phía trên nóc thì được sử dụng một tấm da. Một tấm da có in hình logo của Sonos Fiber. Và cặp loa này thì cấu trúc là 4 loa và 3 đường tiếng. Trong đó thì 2 loa subwoofer và 1 loa mid. Kèm thêm là 1 loa chép dome ở phía bên trên. Mang này thì sử dụng bao gồm vật liệu là giấy. Và cặp loa này thì được sản xuất tại Italia và phân phối tại Việt Nam qua Đông Thành Hòa Phúc, bảo hành lên tới 3 năm cho anh em chơi hoàn toàn yên tâm. Kèm thêm nữa là một chiếc âm ly Luckman đến từ Nhật Bản, có model là L505F. Em này thì thị trường đang bán vào giá là khoảng tầm 45 triệu. Cặp loa thì giá list đang đề nghị bán với mức giá là 115 triệu. Tuy nhiên combo này nếu như chúng ta mua thì bên em giảm giá chỉ còn 115 triệu thôi là chúng ta được tặng kèm thêm chiếc âm ly Luckman L505F. Đó thật tuyệt vời đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta phải trả vào rơi vào tầm khoảng độ 160 triệu đồng. Đó, 160 triệu đồng. Nhưng mà bên em đang giảm giá và khuyến mại cho anh em khi mua loa 115 triệu đồng chúng ta sẽ được tặng một chiếc âm ly Luckman L505F. Đó, rất là tuyệt vời, rất là ok luôn. Với mức giá là 115 triệu thay vì chúng ta phải bỏ ra 160 triệu đồng, đúng không ạ? Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để có những mức giá tốt nhất. Và bây giờ thì em xin phép quay chi tiết cũng như là test combo này để giới thiệu đến với quý vị bạn chúng ta cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận chất âm của Sonos Fiber khi ghép với Luckman. Sonos Fiber thì là một thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh high-end đến từ Italia. Và những cái sản phẩm đến từ Italia thì không chỉ có riêng âm thanh mà cả về hình thức của nó cũng rất là đẹp. Nó như là những cái tác phẩm nghệ thuật và người Ý. Nói chung là những cái thương hiệu mà đến từ Italia ấy, thì họ là một cái nền văn minh lâu đời của châu Âu mà. Cho nên là những cái của họ sản xuất ra thì nó không chỉ là những cái thiết bị điện tử đơn thuần mà nó còn có những cái tinh hoa của những cái con người Ý. Đó, họ hết sức là chỉnh chu và đặc biệt là những sản phẩm âm thanh của họ ấy, thì không chỉ bày mà còn không chỉ nghe mà còn trưng bày rất là đẹp mắt. Đó, và cấu hình này thì đang có giá khuyến mại là chỉ còn 115 triệu một cặp loa tặng âm ly, thay vì chúng ta phải bỏ ra 160 triệu đồng hơn. Đó, thì chúng ta chỉ phải bỏ ra 115 triệu đồng cho cái cấu hình này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Loa Sonos Fiber Sonetto 3 là màn song ca tiếp theo của hai nhà thiết kế tài ba Livio Cucuzza và Paolo Tenzo, một bộ đôi phát triển sản phẩm tài ba của Sonos Fiber. Sau sự thành công vang dội của bộ sưu tập là Home Tradition, Sonos Fiber cảm thấy những điểm tinh hoa nhất của mình cần được phát huy và phát triển rộng hơn để đáp ứng được nhu cầu ngày một đa dạng và phục vụ được nhiều phân khúc khách hàng hơn. Chính vì vậy thì họ đã sản xuất ra dòng Sonetto với cội nguồn của mình, tạo ra sản xuất thủ công hoàn toàn tại Ý. Theo đó, các mẫu loa trong bộ sưu tập này được thừa hưởng những công nghệ gặt hái từ những dòng sản phẩm cao cấp như là dòng Home Tradition và dòng Flagship. Cơ cấu của loa là Voice of Sonos Fiber, giọng hát của Sonos Fiber, dịch ra là như vậy. Đúng với những đường nét thiết kế đặc trưng của Sonos Fiber, sở hữu đường cong quen thuộc của đàn lia và được phủ trên mình lớp da bò mịn màng ở phía mặt trên. Và phía bên trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái logo của Sonos Fiber được khắc trên cái tấm da bò này, đó rất là đẹp và sang trọng. Cặp loa này sử dụng cấu trúc 4 loa và 3 đường tiếng. Đầu tiên là củ loa chép DAD 29mm độ phân giải cao và sử dụng màng loa DKM tròn hệ thống 5 châm, thiết kế độc quyền của Sonos Fiber.
Phía bên dưới thì chúng ta có một củ loa mic có đường kính là 15 cm, sử dụng màng loa giấy được phơi khô tự nhiên, thiết kế độc quyền của Sonos Fiber, và hai củ loa bass subwoofer. Đó. Sử dụng khung sườn nhôm nhằm đáp ứng tốc độ tối đa, thiết kế độc quyền của Sonos Fiber, và cái cấu trúc của những cái củ loa này thì đều được sản xuất thủ công. Đặc biệt là với công nghệ crossover Paracross Topology độc quyền của Sonos Fiber, đáp ứng thời gian phối hợp chuẩn nhất giữa các củ loa, giải tần đáp ứng từ 42 cho tới 25 kHz. Đó. Cặp loa này thì có độ nhạy là 89 dB và trở kháng là 8 ohm. Khuyến nghị dùng âm ly có công suất từ mức từ 50W cho tới maximum là 250W. Đó. Và cặp loa này hiện tại bán tại Bà Hồng Audio là một cặp loa nhập khẩu chính hãng, hàng mới do Đồng Thành Hòa Phúc phân phối, được bảo hành lên tới 3 năm, anh em chơi hoàn toàn yên tâm. Đó. Và mức giá niêm yết của hãng là 115 triệu, nếu như anh em mua lẻ thì bên em sẽ có mức giá chiết khấu rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bà Hồng để có mức giá chiết khấu tốt nhất. Đó. Và hôm nay thì cái combo này em sẽ tặng kèm cho chúng ta một chiếc âm ly Lucman L505F Gold. Đó, một sản phẩm rất là đẹp tặng kèm cho chúng ta. Em này thì thị trường đang bán ra với mức giá là khoảng tầm 45 triệu. Đó, thì bên em hôm nay sẽ tặng kèm cho chúng ta. Đó, nếu như mua lẻ thì liên hệ trực tiếp sẽ có cái mức giá riêng cho từng sản phẩm. Còn nếu như mua combo ở mức giá hơn 160, bên em đang giảm giá là còn 115 triệu bằng giá riêng một cặp loa không thôi. Rất là hợp lý luôn. Và đặc biệt là phối ghép cực kỳ là ăn ý và rất là hay. Và chúng ta hãy cùng đeo tai nghe lắng nghe ngay sau đây. Và bây giờ thì xin mời quý vị bạn chúng ta sẽ cùng nhau chơi một bản nhạc đồng quê trên cái cấu hình này. Và nếu như chúng ta ưng sản phẩm nào liên hệ trực tiếp với em Bà Hồng theo số điện thoại 0978 263 263. Em sẽ test bản nhạc đồng quê trước, sau đó em sẽ test nhạc vàng sau để gửi tới quý vị bạn. Alone at a table for two, alone waiting for you. I ordered wine like so many times before. Then a chill all over me. My God, this is how it would be if you just didn't love me anymore. I never knew how much I loved you till I sent you all by myself. You know you control my heart and my soul. There'll never be anyone else. So don't be surprised at these tears in my eyes. It's a feeling I've never known. Now I can see I was never meant to be alone. Alone, I'd never stand tall. Alone, I'd be nothing at all. Your empty chair
walked through that door, and my heart started beating once more. Oh, please don't ever leave me here like this. I never knew how much I loved you till I said you all by myself. You know you control my heart and my soul. There'll never be anyone else. So don't be surprised at these tears in my eyes. It's a feeling I've never known. Now I can see I was never meant to be alone. Oh, now I can see I never.